Thưa quý vị, trong khi đó thì hàng ngàn người tham gia tuần hành tưởng nhớ tới viên thị trưởng vừa bị sát hại ở Ba Lan. Hàng ngàn cư dân bản xứ đã cùng nhau xuống thắp nến cầu nguyện nhằm để tưởng nhớ tới thị trưởng thành phố Grand Poet Damaswick vào ngày thứ Sáu 18 tháng 1 trong bối cảnh ông vừa bị mưu sát cách đây khoảng một tuần khi đang tham gia vào một cuộc hoạt động từ thiện tại địa phương. Được biết, trong lúc sinh thời, chính trị gia Abel Mick đã nhận chức vụ thị trưởng tại thành phố Grass từ năm 1998 và từng nhiều lần công khai chỉ trích đường lối cầm quyền của đảng luật pháp và công lý viết tắt là PIS, cũng như những chính sách chống lại người nhập cư mà đảng này đưa ra. Lễ an táng đã được ấn định diễn ra vào ngày thứ Bảy sau khi linh cữu của ông được đưa đến giáo đường St. Mary Basilica. Tới đến nay, cảnh sát chỉ mới bắt giữ được một nghi phạm có tên là Stephen